afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Chiều nay mình sẽ chơi về nhân vật thành viên đội của Vũ. Nhân vật này thì được bị, không phải được mà là bị nớp về cái khả năng hồi cái bông. Cho nên là người chơi thì cũng phải cố gắng cai, đúng không mọi người? Bây giờ thì những cái số liệu về thời gian thì mà để hồi chiêu ấy, thường thường người ta sẽ đặt cái mốc 60 giây là chủ yếu. Nói 60 giây nhiều chứ thực ra nghe 1 phút nó cũng ngang ngang 60 giây. Thôi nhưng mà dù gì thì lắc một cái là chạy mất dép rồi, cho nên là cũng rất là khó khăn cho Hunter truy đuổi. Mà mọi người thấy không, giờ thì toàn những Hunter kiểu cơ động không à. Giờ trận này gặp leo nó còn nhanh bạo nữa, cho nên là mình qua đây rồi. Núp đấy, không có tội tình gì mà kiểu Hello Kitty rồi siêu nhân mãnh thú ở đây nè là không được, đúng không? Úi, là sao đấy vậy? Ui, nó đi nhanh thế trời. Ui, nó đi kìa mọi người. Ôi trời đất ơi. Anh ơi, anh tha cho em lần này đi anh. Đi nhanh mà không tưởng nổi. Ui, con này nó hack hả? Khiếp khủng. Chắc là có nhánh mèo của... có nhánh mèo của nhánh ba ấy, đâm ra là cái tốc độ di chuyển kinh khủng luôn. Để mình đập cái ván này rồi mình lấy tốc chạy của cái ván. Ui, nhanh quá đi. Chết rồi, ngu rồi, ngu rồi. Này là ngu thiệt nhá. Tự chửi chính mình luôn á. Nhanh luôn đi, nhanh quá, thật sự. Trời ơi mọi người, hiến em đi đừng cứu nữa, để em xóa clip. Đâu rồi? Vẫn có bạn đi cứu hả? Ở mọi người xem cái thời gian hồi bông của mình lâu dã man luôn. Đến bao giờ mới được thêm 1 phút nữa để có thêm cây bông. À, trời ơi. Chơi cái trò đánh trên cao để free hit đó, TikTok ít thôi nhưng mà chết rồi nè. Đón rẽ. Bạn ơi, đi ra chỗ khác đi. Đang đón rẽ mất dấu. Mất dấu rồi đó. Mất dấu chưa? Ui, ông này còn ở gần đây nữa. Nó nghe tim á là nó sẽ biết ở gần rồi, nó tìm ra được á. Rồi thấy luôn rồi. Thấy rồi. Khổ. Mãi mới ron rén mất dấu được. Cứu tôi nè. Rồi xong tàn đời. Cứu em. Em có 2 bông rồi, em có 2 bông em cai được. Khuyết khuyết khuyết. Hay quá. Không hay lắm. Nó hồi choáng nhanh quá mọi người ạ. Thôi trận này lỗi do em á. Em sai. Có những lúc tự hỏi sao phải buồn. Vì trong thâm tâm em biết mình đã sai. Sai vì ngu á. Rồi xong, bay. Yeah. Mù ơi. Hay quá mọi người ơi. Trời ơi mọi người, trận này gánh em dã man luôn ấy. Em phải, nếu mà trận này thắng là không ngại ngùng gì úp cái sự dơ giấy này lên để tôn vinh mọi người nha. Mọi người bảo kê, mọi người cứu, mọi người sửa máy quá hay luôn. Nó đi nhanh quá. Tốc biến thì rời cứu. Hay quá. Trời ơi, tiền đạo ơi, bạn xứng đáng có 10 người yêu. À không, 1 thôi nha. Xứng đáng cái gì em xứng đáng 10 người yêu là không được, đúng không? 10 cuốn sổ đỏ đi. Chơi quá hay. Máy 74 rồi, đồng đội chơi hay quá. 10 điểm. Nó bỏ em luôn rồi. Ừ, vừa. Chứ đồng đội chơi hay quá mà. Bắt tôi chi đúng không? Bắt đồng đội tôi đi.
Cảm ơn mọi người đã gánh cục tạ 801. Phải chi mà đổi tên kênh ấy thì chắc cũng đổi được ấy. Cục tạ 801. Hoặc là vừa tạ vừa nói nhiều 801. Chứ đồng đội chơi quá hay mọi người ạ. Phải khen chứ đúng không? Khen chê rạch ròi. Đấy, mình lắc bông xong lát nữa bạn này ra cứu ghế là ok luôn nè. Đâu rồi? Bạn kia đâu rồi? Để mình ra mình lắc bông ủng hộ nè. Lấy tốc chạy. Yo. Ôi ôi. Kinh khủng. Vô được không? Ok. Quá đẹp luôn. Còn ba tiểu công chúa ở đây nữa. Bốn hai lăm mấy sạch rồi, ra đỡ cho bạn mù bạn ơi. Đâu rồi bà mù, đâu rồi? Với cái điểm là hồi sinh được thì mọi người tranh thủ ra cứu ghế. Yo quýt. Hay quá, quá hay luôn. Rồi bà mù đâu rồi trời? Trời ơi, trận đấu này nó thật sự luôn, nó đồng đội em chơi quá đỉnh mọi người ạ. Để lát nữa xóa clip nha. Chứ đồng đội chơi hay kinh khủng luôn. Tero dậy mà vẫn kịp máy, rồi canh cứu các thứ rất là áp lực. Quá hay. 10 điểm. Thôi vô đi bà. Nó ném rối kìa. Thời nào giờ còn hồng cánh sen nữa. Mọi người đừng chuyển kênh nhá. Trời ơi, bạn Hunter danh kinh công một mắt kìa. Đấy, nhiều khi nói thôi chứ mình giả dụ mình chơi dở ngay từ những phút ban đầu thì người ta cũng cố gắng cho mình cơ hội lần thứ hai đúng không? Lần thứ hai dở người ta cho mình cơ hội thứ ba. Thứ ba chứ dở nữa là lên ghế bay luôn nha. Chứ đòi ai á? Rimu. Sang đây nhanh, chị Hầu nè, nhanh lên. Quá mệt rồi. Ô, nó sang chuồng ngựa. Thợ săn di chuyển mục tiêu. Cái game này nó bị hạn chế một phần là chat nó không được thoải mái, nó không được tự do. Nên là khi mà chơi game thì mình phải sắp xếp những cái câu thoại làm sao cho nó hợp lý để mình có là mình dùng liền. Tùy vào những cái tình huống. Chẳng hạn như là Hunter di chuyển mục tiêu thì mọi người sẽ ping như thế để cho mọi người đảo cam, tránh bị jump scare bởi những cái Hunter có cái khả năng đó. Ví dụ như con Gu Sục, Joseph đúng không? Joseph nhiều khi nó chui vô máy ảnh thì mình cũng biết đâu. Nhưng mà lúc nào cái ngón cái cũng phải sẵn sàng chiến đấu để mà dịch chuyển cái ngón liền. Nó nhú cái đầu qua cái mình dịch chuyển liền. Mặc dù là nhân vật này có một cái khoảng thời gian rất dài để hồi bông, nhưng mà nhiều khi mình không dùng, mình cứ để yên vậy thì cảm giác nó cũng hơi phí đúng không? Nên là cũng hơi buồn. Cơ bản là những cái nhân vật nữ thì thường thường sẽ có những cái skill nó rất là đa dạng và dễ chơi. Thường thường thì người chơi cũng lại thích những nhân vật nữ, đặc biệt là em. Em thích những cái skill nữ này nhìn nó hay hay. Trời ơi, skill nam thì mình nhìn chán chết luôn. Nào là cứu hỏa chứ, gác mộ chứ, người soạn nhạc chứ. Ai cứu? Có ai ở gần không? Ở có kìa, hên quá. Ở cái map này thì có một cái máy trung tâm ấy. Mọi người tới, mọi người ưu tiên sửa cái máy đó trước. Thì những cái máy ở xung quanh lân cận thì sẽ được boost thêm tốc độ giải mã. Nên là thường thường thì Hunter nó sẽ vào đây nó kiểm tra đầu tiên. Nên là đôi khi cái máy này sẽ không được giải ngay từ đầu được đâu. Mình phải đợi giây phút nào đó, tầm khoảng máy 23 để tính đẩy sau là vừa. Cái máy này nhìn, mọi người nhìn này, nó có 4 cái gạt. Mọi người có thể sửa 4 luôn. Nhìn nó đã, cái cách mình sửa máy nó cũng khác khác, thấy cũng hay hay. Đề nghị là thay đổi máy mã hóa đi, cho nó lạ lạ xíu, nhìn những cục này này hay ghê. Gạt cái cần, xoay xoay cái núm. Đấy, ấn cái nút này, mọi người thấy không?
thấu đi theo kìa. Giống như kiểu tình yêu không tìm mà tự tới đó, giống na ná thế đó. Rồi cái má người điều khiển rối đó, má đó giờ bị thương cũng đâu có ai heal được đâu, mà heal thì lâu quý, rất là phiền đồng đội nha. Thôi bạn lại đây đẩy cái máy đi bạn yêu ơi. RAM rồi đó, trời ơi sửa máy mà nhanh kinh khủng luôn, ngồi nó xàm xí lúc hết giờ. Sập game, đúng là game dành cho Hunter. À không, game này đâu dành cho Hunter đâu, game này dành cho Survival. Đi thôi, cái gì đấy? Gỡn mặt hả? À, đổi chó à. Đây, tát đi, tát mẹ đi con. Trời ơi, tôi tưởng nó đổi sang đồng hồ. Sorry ha, đây đẹp chứ không có khủng. Chủ thể về rồi nè, con hầu này của ai á? Dù gì thì trong một game ít lắm phải gặp Hunter cùng lắm phải được 10 giây chứ. Không lẽ ăn đi sửa máy thoát cổng hoài, nó hơi buồn đúng không? Sao? Sao? Ý em sao á? Giờ mà mình đi cưỡi ngựa là cái con hầu của mình sẽ đi theo mình. Trời ơi. Sorry ha. Đây đẹp chứ không khùng. Giờ sao? Đi nha, bye bye nha. Nhưng mà lát nữa nó sẽ đi theo mình ấy. Mỗi người có một con hầu và sẽ là một cái tâm đường tròn của con hầu đó. Cứ đi ra khỏi vòng tròn đỏ là nó sẽ đi theo mình thôi. Mình làm sao đừng có để hầu của mình làm phiền người khác là được. Giờ con hầu nó có đi theo mình chắc là nó cũng tới số đó. Lắc hai cái bông tới nơi, nó tới cổng luôn rồi. Mọi người nên để cho con hầu của mình nó ở những cái vị trí rất là khó khăn để di chuyển và giữ khoảng cách đủ an toàn để cho con hầu nó xa đồng đội, xa mình ra xíu để lúc mà nó dùng thì nó đâu có tương lai đâu mà để đụng tới mình, đúng không? Ôi ơi, cười xíu. Nhìn lại mình đi. Ở trận đấu này hơi nhà nên là mình sẽ làm thêm một trận khác cho các bạn cùng xem nha. Bạn nào cũng tiện quay đây thì chơi luôn đi để cho dài dài chút. Mọi người đừng chuyển kênh nha. Rồi đây là trận đấu thứ 3 ở map nhà thương phố cát trắng. Trời ơi, anh động đất chơi cái map này là đúng bài rồi. Địa hình ấy thì hẹp. Chung quy lại thì nhân vật này nó chỉ bị nớp cái phần đó thôi. Tôi xem một cái clip đánh giải vô tình lướt chúng thì thấy có một bạn chơi nhân vật này. An thả mèo ra lắc cái bông là mất tiêu luôn. Mà bạn An đấy hình như là không có lên rào cửa sổ nữa. Đấy. Đôi khi mấy cái map nhìn tưởng chừng là không rào cửa sổ nhưng mà đôi khi cũng cần phải cần nhé. Đặc biệt là cái map nhà lớn trong xưởng vũ khí mà gặp cái những cái bạn Hunter mà kiểu hay đi bộ đó là cũng coi chừng nha. Nhất là ai cũng biết chứ, cầm thấy mấy nhiều bạn chơi ví dụ như Gu Trang đó. Ôi ôi, cái skill dù thì lâu, gặp mấy bạn còn biết cái hướng dù nữa, đâm ra là người ta nhảy qua nhảy lại cửa sổ đó đâm thì mình rất là bí vít đúng không? Cứ bị nhây ở cái khu đấy mà đã đuổi một người mà cảm thấy người ta đuổi người ta cay quá hay rồi thì mình lại cay, mình muốn giết người ta nữa, đâm ra là cứ ngủ luôn trong nhà máy với survival đó. Trời ơi, chị ngủ xui dữ rồi đó, cố lên nha bà. Oh, ôi vong nhi bước sang kìa, sợ xỉu, đi qua nhẹ nhàng không một tiếng động luôn má. Hầm có đón vậy trời. Kinh khủng.
trời ơi. Rồi sao cứu? Đừng giải cứu chứ kênh băng đế. Nói chứ để tôi cứu thử cho. Tôi có hai cái bông thì tôi lắc xuống luôn cho. Đây đây đây, ngon. Không cam. Thả tim. Yêu quá. Rồi, quá đẹp luôn ấy, thêm dễ luôn á. Rồi, 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 để tôi đỡ cho con hit rồi lên nha. Gì đấy? Rồi, lên, 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 lên luôn, lên luôn. Nhanh lên, quýt, quýt, quýt. Không mà nó đục cái chỗ này nữa là khó lên lắm. Trời cứu nha. Rồi xong, xuống hầm bát 2. Khổ thật, xuống hầm khó chơi lắm luôn á. Ngồi đó mà nhún, nhún miếng đất. Mọi người để ý nha. Cái cục đá này là nó ném chỗ nào rung chỗ đó là mất máu đấy. Mình chơi này, dè chừng sợ nó ném vô đất này. Đấy, 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 mấy cái đứa này nè. Không có chơi nhún nha. 74, máy mình đủ hết rồi đó. Rồi lên, nhanh lên. Nhẽ ra là bạn động đất này là phải cho bạn mù sát tường mới đúng. Ui ui, thôi thôi thôi, không đỡ được. Khúc này là nguy hiểm. Yeah. Trời ơi, xuống dưới hầm mà nín thở luôn mấy má ơi. Qua đi qua cổng thùng rác. Nè, tôi cho chiêu nè. Đập gậy hay là đập gì đập đi. Ê, hai mình hồi chiêu cho Hunter được không? Nhì mừng. Để tập chơi con cầm cưa là cái con gì? Reboot nhá. Giờ mà còn liên quân nữa. Đét cha đấy. Ê, mình búp điểm cho bạn rồi. Bạn ra bạn cứu bé gái đi. Được không? Đó. Búp điểm nó đã ra cứu bé gái. Rồi rồi, đủ rồi, đủ rồi, ra cứu đi. Đi 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 đi. Ủa, cứu luôn đi. Ra cứu đi, sống mà. Thôi, ổng nhát đấy má ơi. Thôi hết cứu. Trời ơi, phải chi tôi chơi cùng đồng đội tôi là tôi là hiểu ý rồi đó. Ông này không có điểm, không sống dậy mà không sợ gì người ta. Thôi ông cứu thổi dậy. Không bái ghé bay, bay vui nha. Bà này bái nhát quá. Gặp như tôi mà được điểm đó, tôi chạy ra tôi cứu rồi đó. Thôi mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha mọi người. Bye bye.